chưa có trận nào đánh vui như trận này. Cảm giác như được tụi nó mời họp chung vậy. Mà sao thằng Trịnh nó đi mua đồ ăn gì mà lâu vậy? Nó có phải người địa phương này đâu. Chắc nó làm chứ. Thì hội mày cũng không nên ra vào trang trại nhiều. Ở yên trong đó. Không nên đi ra đi vào. Dễ bị động. Khi nào có việc thì lúc đấy hội tụ anh em. Dạ bọn em biết rồi. Mà đại ca, em thấy đợt này như bọn cớm cam làm dữ lắm. Nếu mình vận chuyển hàng từ Tam Giác Vàng về, em nghĩ sẽ khó đấy. Mày không phải lo. Việc đó có người khác ôm rồi. Vâng, bọn em biết rồi. Tao ở đây là để chỉ huy việc sản xuất và an ninh cho trại. Đại ca, trước đây còn anh Toàn, em Kim luôn việc chuyển hàng cho khách. Bây giờ anh lên thay thế, anh tính thế nào? Chưa biết được. Cứ lo sản xuất hàng đi. Khi nào sếp giao cho ai thì lúc đấy mới biết. Trước khi tao vào đây, sếp có ý hỏi tao một câu. Lần này làm xong hàng, chuyển ngược sang Cam, rồi đối tác sẽ nhận hàng bên đó. Vợ mày thấy sao? Sao ngược đời vậy đại ca? Trước giờ vận chuyển bằng đường biển, em thấy vẫn ổn mà. Ổn đâu mà ổn. Thằng Toàn Khỉ Đốm, nó làm động rồi. Cũng may là công an chưa mò được đến tận đây. Bây giờ mình chuyển ngược hàng sang bên Cam. Như vậy chúng nó sẽ không ngờ. Chắc chắn là sẽ suôn sẻ. Ổn đây. Alo. Alo, anh nè. Anh đã vào tới nơi chưa? Rồi, mà anh lo quá. Sao? Chắc anh trốn quá. Cái gì? Anh muốn về với em, ở đây chán quá. Đừng, nguy hiểm lắm. Vậy bây giờ sao ta? Để em nghĩ đã. Có gì em sẽ gọi lại sau nhé. Ừ, nhanh nha. Quan điểm của các cậu như thế nào? Em thấy hàng này từ Tam Giác Vàng định đưa qua Cam, mà sao nó lại đưa qua bên mình? Dễ hiểu thôi. Tôi nói đưa vào trong kia để gỡ hàng ra, rồi trộn thêm phụ gia vào để tăng khối lượng, sau đó đóng bánh lại để nhận diện thương hiệu rồi xuất khẩu đi. Em lại nghĩ khác. Chúng đi qua ngã Cam chẳng qua là quá ớn được Hưng Hòa. Bị phục như vậy không ớn mới là lạ. Thì thế, chuyện đó để sau đi. Cái quan trọng là bây giờ chúng ta nắm được cái gốc của tụi nó, nên cần phải có một cái kế hoạch tác chiến. Em có ý kiến thế này. Chúng ta sẽ vẽ sơ đồ của trang trại, vì trước sau gì cũng phải vào thăm thôi. Đúng vậy. Bây giờ mình tranh thủ lúc nó chưa tập trung ở đó, mình tiếp cận và khảo sát thật kỹ. Cái này cứ để em. Thôi, mày bị lộ diện rồi. Để anh với anh Trình đi chưa? Đúng đó. Chiều cứ ở vòng ngoài, Thắng với Trình vào trinh sát trước, như vậy an toàn hơn. Dạ. Mà các cậu tính tiếp cận bằng cách nào? Dạ, chơi trò thợ săn. Được đấy. Anh nghe đây. Sao? Em khuyên nó bình tĩnh. Nó mà trốn lúc này là hỏng hết việc mình đấy. Rồi ok. Có phát sinh gì nhỉ?
Ui, Trung Trung ơi, anh ơi, Trung ơi. Anh bắn đẹp thế. Có cánh rồi hay sao ấy? Rơi vào trong kia để em vào nhặt xem. Rơi trong này rồi. Đại ca. Đại ca. Cái gì? Đại ca ơi, cho em vào nhặt con chim gái. Cái gì đâu? Đại ca cho em vào nhặt con chim gái. Chim chóc gì đây? Biết. Đại ca ơi, đại ca còn lạ gì bọn em nữa. Đại ca, ca cho bọn em biếu đại ca số chim. Chiều làm bữa, mày bắn xuống tay thật. Ôi đại ca ơi, hôm nào mà bọn em chả lảng vảng trong này bắn chim, đại ca còn lạ gì bọn em nữa mà nhìn. Tụi bay ra vào đây liên tục, biết là làm mà nhớ. Thôi đại ca thông cảm, cho em vào em nhặt hai con chim trong kia cái, xong em mới ra ngay. Thôi, có nhặt rồi đi ra ngay. Dạ dạ dạ, dạ. Cảm ơn đại ca. Ôi, anh ơi trong này rộng quá, tìm khó đấy. Chắc mình xin đại ca uống miếng nước với lại rửa mặt cái mình đi để cho đại ca nghỉ ngơi. Nước thì trên bàn, còn rửa mặt ở ngoài kia. Dạ dạ, cảm ơn đại ca. Đại ca, uống nước với em miếng nè đại ca. Rồi, chú tự nhiên đi. Súng đẹp quá chú. Cái này là em tự chế á. À, đại ca muốn thử không? À, cho thử một cái. Thích lắm. Đây, đạn em làm sẵn rồi. Giờ lên. À, đại ca thử đi. Ô, đẹp chưa? Cũng khá đó chứ. Thử đi, nhiều đạn lắm. Mời mấy chú ngồi dùng nước. Dạ. Đại ca cứ bắn thoải mái đi, đạn bọn em đầy. Đại ca ở đây rộng rãi sướng nhỉ. Chú đâu đến? Ô, em ở ngay ngoài thị trấn. Sao nói giọng Bắc? À, em lấy vợ ở trong này, còn ông anh này là vào đây làm mỏ bô xít. Dạ. Đại ca, đại ca chơi được rượu không? Chúc chúc. Rượu nếp cực êm luôn. Em bảo này, hay có khi anh em mình làm hết chỗ chim này nhở? Làm bữa là đẹp luôn đấy. Được không ạ?